Mới đây thì có một cái ca khúc rất là hot, đó là Hoa Nở Không Màu. Thì trong cái bộ Music Diary thì có một cái ca khúc anh Cường cũng viết và viết cho Nhi hát, đó là ca khúc Đi Qua Thương Nhớ. Xin mọi người cùng lắng nghe. Thế quên được cảm giác khi mới bắt đầu. Có bao nhiêu người đã trải qua đớn đau mà có thể dễ dàng nhắm mắt bỏ lại đằng sau. Và ký ức ấy níu kéo thật chẳng muốn buông tay, vì lâu nay trong tim đã gieo trồng một đóa hoa hồng rực rỡ. Tưởng như sóng gió sẽ hóa ngọt ngào những chua cay, đau đâu làm tàn phai cánh hoa lòng, rơi xuống không phanh còn dốc cuộc đời. Mình đã đi qua thương nhớ, sẵn lòng đừng buồn phũ vơ. Còn ở nhau thì có xa cách vẫn quay về với nhau. Mà cuộc đời không như ta ước muốn, càng cố chấp thì càng cô đơn. Rồi cho đến phút cuối cùng ta vẫn là người tổn thương. Chẳng muốn buông tay, vì lâu nay trong tim đã gieo trồng một đóa hoa hồng rực rỡ. Tưởng như sóng gió sẽ hóa ngọt ngào những chua cay, đau đâu làm tàn phai cánh hoa lòng, rơi xuống không phanh còn dốc cuộc đời. Mình đã đi qua thương nhớ, sẵn lòng đừng buồn vu vơ. Còn ở nhau thì có xa cách vẫn quay về với nhau. Mà cuộc đời không như ta ước muốn, càng cố chấp thì càng cô đơn. Rồi cho đến phút cuối cùng ta vẫn là người tổn thương. Lúc này là vô tội, từng lời kêu con tim chạy theo những điều nhức nhối. Mà cuộc đời không như ta ước muốn, càng cố chấp thì càng cố đơn. Nhớ nha, càng cố chấp càng cô đơn nha mọi người. Hát tiếp nào. Dù cho đến phút cuối cùng ta vẫn là người tổn thương. Dù cho đến phút cuối cùng ta vẫn. Còn yêu.